chiếc xe rất đẹp, giá hợp lý, đời cao, lốp láp đây, lốp láp rất đẹp, mọi thứ đã bảo dưỡng hoàn thiện, sơn si qua theo các ý của anh Hà rồi. Thì may được ngày em bàn giao cho khách về thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Xe rất đẹp, bàn giao bắt đầu đi chuyển. Bãi em hiện tại vẫn còn rất là nhiều xe. Đây, hiện tại vẫn đang có khách xem xe đấy. Một chiếc xe xăng 2,5 tấn. Khách đang xem xe xăng 2,5 tấn. Ở bãi em thì còn rất nhiều xe đây. Các loại từ thấp đến cao, từ nhỏ đến to, đủ hết, không thiếu xe gì cả. Các thương hiệu của Nhật. Các bác cứ qua là chạy thử rồi em báo giá. Các bác tham khảo thoải mái ạ. Bên em tiếp các bác 24/7 thoải mái luôn. Cảm ơn các bác luôn tin tưởng và ủng hộ sản phẩm xe nâng nâng lê trong suốt thời gian qua. Trong thời gian tới thì vấn đề các bác tin tưởng và ủng hộ sản phẩm chất lượng dịch vụ tốt. Cảm ơn các bác rất nhiều.